năm 2021 được tổ chức tại thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã đến đây để tham dự với chúng tôi, dù rằng mùa đại dịch rất trầm trọng đến với khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng tôi thân mời quý vị tất cả nghiêm. Sau đây là nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Chào tay, chào quốc ca Hoa Kỳ bắt đầu. Thượng kỳ. Quốc ca Hoa Kỳ chấm dứt. Đem tay xuống. Sau đây là nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Chào tay, chào quốc ca Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa chấm dứt. Đem tay chúc. Sau đây là một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tổ tiên Hồng Lạc đã có công dựng nước và giữ nước, để tưởng nhớ đến quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa và hơn 58.000 chiến binh Hoa Kỳ đã bảo vệ miền Nam Việt Nam đến năm 1975 và đã hy sinh cho tự do. Và chúng ta cũng không quên được rằng trên nửa triệu đồng bào đã tìm đường vượt biên vượt biển trốn chạy cộng sản nhưng không đến được bến bờ tự do. Và hôm nay chúng ta cũng không quên tưởng nhớ đến đồng bào Việt Nam vô tội đang hàng ngày chống chọi với Covid Vũ Hán tại miền Nam Việt Nam cũng như miền Bắc Việt Nam và đã ra đi trong tức tưởi với sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phúc mặc niệm bắt đầu.
nghi thức chào Quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng hòa và Phúc mặc niệm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Hai toán quân nhân trở về vị trí. Các chị mặc áo dài cờ vàng ba sọc đỏ cùng các anh trở về vị trí. Ban tổ chức đứng lại vị trí và đi xuống đi. Và hai anh em mà đăng cáo kéo cờ đã xin rời cột cờ qua bên phía tay phải của các đoàn. Để tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời tất cả các vị, nhất là nữ quân nhân San Jose, xin mời chị Nguyệt lên khán đài nhanh để chúng ta làm thủ tục trình diễn thành phần ban tổ chức kè của lính năm nay. Chúng tôi thân mời chị Hùng Nguyệt Biên Đoàn đại diện cho lực lượng Thủ Đức lên sân khấu. Một lần nữa xin mời các quý vị nhanh chân để chúng ta cầu nguyện thì chúng ta sẽ tiếp tục những tiết mục khác. Mời các quý vị nữ đứng ra phía trước. Xin mời nữ quân nhân Nguyễn Xuân Nguyệt.